Xin chào các bạn lại đến với kênh của Ship. Như các bạn cũng thấy, Sao Long Cute và Minka Cute đã được Ship nạp thành viên Blood các bạn. Minka thì đi theo Ship từ lúc Ship mới chơi Play Together. Nói chung là rất là lễ phép và dễ thương. Bạn Sao Long Cute cũng vậy. Nên Ship quyết định tặng hai bạn này gói thành viên Blood các bạn. Và Ship cũng dặn hai bạn khi nào rảnh mới được chơi game các bạn, chứ không chơi game trong lúc học online. Hai bạn cũng rất là nghe lời các bạn. Và Ship cũng được 600.000 sub rồi các bạn. Bây giờ Ship kêu gọi luôn 1.000.000 sub cho nó nhanh. Ok. Và các bạn nhớ like cũng giống như là đăng ký kênh của Ship để giúp Ship nhanh được 1.000.000 sub. Bây giờ Ship mở tiệc trò chuyện các bạn. Ok. Chúng ta có một đội quân màu tím các bạn. Bây giờ Ship chăm sóc hú cưng. Ok. Ấy. Chưa đủ các bạn. Còn thiếu một tí nữa mới đủ. Coi. Crude thấy cái giường đẹp không Crude? Ship mới trang trí lại nhà đó Crude. Hiện tại thì Ship có 48.000 tiền sao các bạn, với lại 77 kim cương. Bây giờ chúng ta cùng cày câu cá để có thể lên được 100.000 tiền sao. Ship đổi cái nhà to tí để mở tiệc được 60 người vô các bạn. Ship chơi game rất biết để dành các bạn, chứ Ship không mua lung tung. Ship ít khi mua lung tung lắm các bạn. Rồi ai cũng sẽ lên được tên tím thôi các bạn. Fan của Ship sẽ lên được tên tím hết. Ok. Chúng ta còn câu cá thôi. Nãy giờ không được con cá nào. Ổn chân. Sâu lông hay câu được cá to lắm các bạn. Còn Ship câu được mấy con này nữa. Chán ghê. À Ship có bộ đồ dịch nè các bạn. Nhưng mà Ship không có mặc. Tại vì Ship thích bộ đồ của Ship hơn. Nhìn mắc cười quá. Thôi đổi lại các bạn ơi. Đổi lại. Áo đen đâu? Quần đen đâu? Đây. Chính Ship. Đây là Ship. À, Sâu Long với lại Minka là con trai các bạn. Nói chung là Sâu Long với Minka nhỏ hơn Ship rất là nhiều các bạn. Ship là lớn nhất rồi. Nến ngon. Wow, cá vượt sọc vương miệng. Ok. Ngon. Câu xong hư cần luôn thôi, sửa cần. Ship tiết kiệm tới nỗi mà Ship chỉ câu mỗi cần câu nhánh cây thôi các bạn. Ship chỉ câu mỗi cần câu nhánh cây thôi, không câu cần câu khác luôn. Mọi người còn câu cần câu dịch chứ Ship câu cần câu nhánh cây các bạn. Lâu lâu Ship mới câu dịch thôi. Vậy là có hai bạn fan của Ship được tên tím rồi. Bây giờ chúng ta cùng chạy vô cam câu một tí thôi ra các bạn. Công cuộc kiếm tiền của Ship thật là gian nan vất vả. Lên. Ngon. Cái da trơn vương miệng các bạn. Cruise Ship kêu Ship ra thuyền câu. Dumbo. Dumbo cũng đỡ hơn mấy con sao biển này. Ok. Đồng quá đi. Cái gì vậy? Cá thủy tinh vương miệng. Nãy giờ Ship câu vương miệng nhiều quá trời luôn á. Nói chung là Ship không có bóng 4, 4, 5 gì hết các bạn. Ship chỉ câu mấy con cá bình thường vương miệng thôi. Các bạn chân nè. Mà Ship chưa câu được các bạn chân vương miệng các bạn. Cá bảy màu dương miệng ngon vậy, 400 đồng luôn. Ngon. Ok. Và bây giờ Ship với lại Sâu Long với lại Minka với lại Crude chơi trò chơi chung các bạn. Bốn đứa tên tím luôn. Cái gì? Tìm lỗ các bạn. Trò này là tìm lỗ. Trò này cũng dễ. Ok. Xuống nè. Cái lỗ xa quá các bạn. Kế bên. Mọi người đâu hết rồi? Crude. Sâu Long, Minka. Where are you? Xuống rồi các bạn. Ok. Giờ cái lỗ màu tím hả? Đâu đây. Đứng. Trời. Đẩy đúng nhiều luôn các bạn. Đâu hết. Đâu hết. Ở đằng kia đây. Chết rồi. Ok, thắng rồi các bạn, hạng 14. Thắng hết rồi các bạn. Thắng hết rồi. Còn ai không? Xong rồi. Bốn đứa còn sống hết rồi. Ui, dòng này Ship chưa chơi các bạn. Dòng này Ship chưa chơi. Đây là lần đầu tiên Ship chơi dòng này. Ok. Ủa, Sâu Long nhảy hay vậy? Sâu Long với lại Minka nhảy rồi các bạn. Ủa mà Crude Ship đâu rồi? Ok. Chắc Crude Ship đứng đằng sau á.
Crosship bị cận các bạn. Nên nhìn cái này bị loạn thị các bạn. Crosship bị loạn thị á, nên nhìn cái này nhức đầu lắm. Đó Crosship kìa, đúng xa luôn á. Ha, ship sẽ đi ngược chiều. Để lại với Cross đây. Đó, Cross đây. Ủa đâu rồi? Mới thấy đây mà. À qua hả? Ok. Cố lên Cross, cố lên. Cố lên Cross ơi. Còn có 6 đứa hả? À? Ý, 5 đứa. Rồi. Xong phim các bạn ơi. Không kịp ơi. Còn có 2 người à. Thôi. Ship chết chung với Cross của ship luôn. Ok. Ship chết chung luôn các bạn. Bây giờ ship đi bán cá. Đợt bán đầu tiên là 1.900 các bạn. Đợt bán thứ hai là 6.900. 2, 8, 10.000. Ship được 60.000 rồi kìa. Ship được 60.900 tiền sao rồi. Ui còn 40.000 nữa các bạn. 40.000 nữa là đủ. Bây giờ ship vô chơi thử Upbeat Race. Trò này là lần đầu tiên ship chơi luôn các bạn. Đây là lần đầu tiên ship chơi. Ok. Ship mới biết có trò này luôn. Cười. Nhảy một hồi ship lên được hạng 195 các bạn. Lộn, dòng 195. Từ từ bình tĩnh, bình tĩnh. Nhảy mỏi tay lắm luôn các bạn. Nên các bạn nhớ cho ship một like với một đăng ký kênh nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Để ship nhanh lên được 1.000.000 ship các bạn. Cái này, ôi khoan, từ từ. À hiểu. Ok. Yeah. Ý. No. Ok. Ý. What the hell? Ship hạng 3 các bạn. Lên. Dòng cuối cùng 199 rồi. 1 2 3 4 5. Ai gì vậy? Ship hạng 2 à hả? Ok, thắng rồi các bạn. Hello. Ship thắng rồi các bạn. Ui, bạn này biết ship nè các bạn. Bạn này biết ship nè. Hello bạn. Hello. Ship hạng 2 các bạn. Bạn này biết ship các bạn. Con khủng long cũng biết ship rồi các bạn. Ui, bạn da đen này cũng biết ship. Nhiều bạn biết ship quá. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Vui vẻ. Ủa, lên tới đây rồi mình được ship hạng hả các bạn? Ship cũng biết nữa. Nên chúng ta cùng mở này đi. Ngon. Ok. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của ship. Nếu các bạn muốn nạp thành viên Blood thì các bạn cứ bình luận bên dưới. Nếu như một video mà được 30.000 like thì ship sẽ tặng cho một bạn có bình luận nhiều like nhất gói thành viên Blood. Cảm ơn các bạn. Nếu bạn thích những video của ship thì hãy nhớ nhấn chuông đăng ký kênh cũng như like và share để giúp kênh ship đạt được 1.000.000 sub. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.